going on? What? I don't understand what's going on here. Xin chào, Trang Minh Hòa đã đến. Mày biết để hai anh đấy đợi rất lâu không? Mày chào bọn tao chưa? Mày chào bọn tao chưa? Xin chào nha. Đồ dữ vậy. Hello. Mày biết em... Mr. Beast. Yes sir, Mr. Beast. Và hôm nay tôi sẽ cho ba thằng này mỗi người một cục cước nha. Đứa nào ăn hết cục cước đó trước thì tôi sẽ cho bọn thằng đó một cục cước tiếp theo nha. Let's go. Nói chung ấy, con game này chơi khá giống Final Freddy nha mọi người nhé. Nhưng mà chúng ta bị đuổi bởi một con lợn. Một con lợn này. Anh em bị Bèo Hoàng đuổi rồi. Rồi anh em bị Bèo Hoàng đuổi là đi rồi. Ủa có cho ông ta. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi không combo đi. Không combo. Và ok, hôm nay chúng ta sẽ không, không, chơi không, Duy, thật Duy, không biết rồi. Thôi được rồi, không intro gì cả. Phải đang ơi, biết gì không? Ok, Mr. Beast. Nó gọi là chẳng mấy khi. Và thực sự là một cái gì đấy. Ngày mai chúng ta sẽ chơi cái con game Go Rock cái gì cùng với Mr. Beast. Hát kè của Long Daily và dành cho đẹp trai. Thật là đua xe trong đấy. Và xin giới thiệu Mr. Beast. Tao muốn nhìn bao về mà. Căn bản thì nó là mình kiểm tra cái nơi này xem có hiện tượng gì không. Mình đang là bảo vệ, anh em mình là bảo vệ ở trong một cái gọi là chắc là khu vui chơi. Ở nơi space thì nó sẽ là mở đèn của camera nha anh em nha. Nhưng mà không biết là để lâu nó có bị sao không. Để lâu là bị trừ cái power đấy. À con này là có thể giấu được, à trốn vào trong con này à. You're here. À đây thế là cam 4 hay sao mày ơi, cam 4 hay sao ấy. Ê cam 4 có vấn đề, cam 4 có vấn đề. Nó bị mất rồi, vừa có một con lợn trên hình của tao bị mất. Thôi nhưng mà đóng. Okay, đóng cửa vào, con lợn nó đến. Cái VM bên đây đúng không? Ôi, trốn đi. Ừ, cái sách, ừ. Woohoo. Tao trốn vào trong cái này rồi. Thằng nào đang ngoài, phải không anh? Đây anh em vô thử phòng bên này không? Biết cho em đi kéo với. Ui, cái đồ con heo ghê thế nhở. Đừng có nhìn đuôi tao nữa. Anh em nháy đèn vào nó thì nó sẽ chạy nha anh em nhá. Nếu mà thấy hình một con nào nháy đèn nó là nó chạy. Không, nạn đói con tên hả? Nơi game này có vẻ là ghê vã lìn anh em ơi. Xem nạn đói đâu. Đói gì đói. Nó ăn thịt bạn sang rồi. Cam 20 đang bị... Có thấy gì nhá? Ui! Mr. Beast. Nhớ giòn chửi. Nó đơn giản hết nhỉ? Mình chỉ cần đi xung quanh và mình... Sở. Ui! Con lợn! Đóng cửa! Tắc đế thôi. Anh em đi sửa đi. Cùng... Rồi, xong rồi. Ôi! Tao bị thịt rồi. Con gà nó thịt tao rồi. Tao đang thấy ở trong cái phòng bạch ti này nó có hai cục pin nhá. Tao bú một cục. Ê! Lên! Hello. Ôi! Ôi, 6 giờ. Win rồi. Tao tạm hiểu game rồi. Hay. Qua đêm đầu à? Win đấy. Qua đêm đầu. Tại sao trên tường nó sẽ có những cái vết cào nhỉ? Vết cào này khá là giống logo của Monster nhá. Nước tăng lượng Monster anh em ơi. Vào anh nghỉ trưa đi. Hey! Gì đấy? Gì đấy? Là gì chúng ta vẫn chưa biết. Ui con gì kìa. Đâu? À không, nó đi rồi. What? Ta cần có tên. Con gì để tao đi tìm cho, ta cần có tên. Tao đi bên trái cho. Tao đi bên này, ta cần có tên. Hey! Ta giật mình thật. Hey! Cầm tay đâu? Ui! Cái game này là bây giờ anh em mình phải chạy đi kiếm được cái lối ra trong cái mê cung này. Ừ, tao sẽ đi thử đi vào cái cửa này. Còn tao sẽ thử đi ở bên này không mày? Số 1. Ôi! Cái cửa này ghê không? Cái cửa ghê hơn mày. Ơ, tao ra rồi. Tao win rồi. Yes sir. Đây à? Cửa này xem ơi. Ủa ra được rồi này. Ôi, đợi. Ê, đằng sau đi ơi. Sao? Đợi hai kia. Đằng sau đi ơi. Sao?
Chạy, 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 chạy. Con tên đâu? À nhầm, ý tao con quái đâu? Con quái chưa ra. Cái gì đấy? Ai đấy? Bất kỳ một cái gì di chuyển đều có thể giết mày. Nếu gặp vào đó, trốn vào bụi. Ui, tao sống rồi. Tao phải quay lại cái trò để tao bị hồn để tao có con tên tiếp. Cái vàng vàng là gì đây Linh ơi? Lại đó là con tên à? Lại đó là có con tên. Gì ấy? Tao nhận được sức mạnh của gì đó. Sao ơi, gì ơi? Sao mặt trăng máu rồi? Sao lại có mặt trăng máu? Game này cái gì xảy ra thôi? Mày nó thấy tao, nó thấy tao. Eternal. Ui đức gì ấy trời. Ui ôi. Ui. Ui, ơi, ơi, ơi. Mày. Ơi. Con tên. Mày nhớ lại chỗ đó nha. Con tên. Gì đây? Ui. Em mày tí nữa ta ăn nguyên cái rìu vào đầu mà. Ơ, con tên cà phê noang. Phải nhìn thẳng con này không nó bắt mày. Vậy à? Ta đi đây con tên. Anh nhảy không bồi nhất rồi. Đừng có me. Ui, cẩn thận. Xinh. Ê mày ơi, con tên nó hình như đau quá. Con tên Duy ơi. Nhào vô đi. Vào đi Duy, vào đi, tao đứng đó nhìn cho. Mày vào đi, con tên mà. Tao lấy BOV của mày. Quay đi Duy, quay đi. Đừng mua đồ. Ui. Sau này tao sẽ kể cho con cháu. Ê. Hay là mình phải phóng sinh mấy con ma này nhỉ? Má, nó phóng sinh tao luôn rồi. Tao đi rồi, tao lấy con tên. Không, tao đéo lấy con tên, tao sống. Mày, đụt chân tao. Ơ. Nó sẽ được ngược lại á. Ok, bắt đầu vô vọng rồi. Chúng mày muốn chơi map cao không? Map khác mày, map khác thì map này ổn quá, khó chịu quá. Vitamin cưới con capybara mày. Capybara. Capybara. Sao anh em mình bị cái dây đỏ buộc con người này? Đây là sợi chỉ tân duyên ạ, sợi chỉ tân duyên ạ. Không, cái dây đỏ này tao biết mà. Là người ta sẽ buộc vô những cái cậu con trai còn mới lớn, bao quy đầu chưa tuột, người ta buộc vô bao quy đầu người ta giật ra. Quên. Rồi mày có nhầm với cái nhổ ra không ấy? Nguyên con capybara to đùng nhìn bực vậy. Điều gì ấy? Có con ma đuổi mày thì mày phải trốn trong tủ nha, chứ đừng trốn trong phòng. Ê khoan từ. Mày đi vào con capybara mày sẽ thấy đầu Mr. Beast lơ lửng. Hey, mày ra cho cầu thang đi, hình như có gì không ổn. Cần tên đang tới mày. Con tên đang tới cho mày. Cần tên to lắm mày ơi. Cần tên to cháy á. Đừng cháy, Cháy thì sao thấy được cần tên. Đi từ từ thôi, con này đi từ từ mà. Nhìn ghê mày. Đéo con robot cơ. Mình biết. Trông có khệnh quá mày ơi. Di chuyển đây. Tao nghe tiếng gì đấy, tao nghe tiếng gì đấy. Nó đến. Bye bye, tạm biệt. Ồ, nó đi qua rồi, ok. À, trốn quái á, tao đang đi săn quái đây. Ôi trời đất lực, nó đi săn quái nhìn khệnh mất mày ơi. Phật rồi, nhìn được sao rồi Phật rồi. Tao đi với nó nãy giờ 2 vòng rồi đấy. Đối với gai gối à. Thế thì có thể, còn qua đến. Tao chết rồi.
respawn có giá 25 Robux à. Tao không cống tiền vô này, tao thà cống tiền vô một cái bộ đồ capybara mới. Con quá đâu, tao chơi nhá check, tao nhá check quá đâu. Nhá check à? Không có bắt đồ ấy. Xong đấy. Place the... Play được. Đặt, các bạn còn phải đặt cái này nữa mày ơi. Bay cypher, sai, bay cypher. Tao phải hướng quái đi ấy, mày hiểu ý đâu. Đây, bay cypher. Được. Mày, mày đẹp với bay cypher. Yes sir. Ngu lắm. Ngu lắm. MetaBeast. Mày bố mày vào luôn. Tao đi rồi. Mày đang nạp tiền vô đây respawn hả Phan Hoàng? Phan Hoàng ơi, Phan Hoàng sao nó sống lại rồi? Ê, cái mày! Mày Phan Hoàng! Sao nó sẽ không sống lại được, sao nó sẽ không sống lại được? Ôi, tao sống với mày quá. Phan Hoàng á, cụ nhà mày, nó đã bay to win rồi, nó lại còn chơi trò chiếm tủ. Tao có thể tín dụng thời thắng. Có ba đuổi phải ba vòng ấy. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 là vú đít với eo đúng không? Tao đuổi ba cái vòng đấy mẹ. Tao không cống tiền vô này, tao thà cống tiền vô một cái bộ đồ capybara mới. Sao từ từ sao lại có Mr. Beast ở đây nữa? Để tao giới thiệu, tao có bảo hiểm y tế. Ok, nhìn theo một ý nghĩa sâu xa là gì? Tất cả các bạn hãy nhớ mua bảo hiểm y tế phòng trong những trường hợp bị bệnh tật nha các bạn nhé. Đỡ được viện phí nhiều lắm đấy. Phan Hoàng ơi! Phan Hoàng ơi! Ơi! Ê! Tao mới hàng sang nó chạy vô chỗ tao rồi. Cho tao cái thủ. Ê! Sao chết được? Mày biết đâu? Mày thằng ngu. Lũ lên lấy lút đồ, không biết nữa. Mày ơi! Mày! Tao đã chấm lắc rồi nha. Con đốc, Yuzi. Si say si con mày. Hả? Hello Yuzi nha. Ôi, MrBeast. MrBeast. Ôi, hello MrBeast. Mày khờn quá. Tao đéo cho mày tham gia vô thử thách 100.000 đô của tao giờ, mày đi ra chỗ khác đi. Mày có cho không? Cho. Mày khờn quá mày. Cảm ơn thằng nào con cụ nhà mày nhá, con mày luôn nhá. Mày đóng cửa bố mày, bố đéo ra được. Cụ mày luôn, bố mày đang nhìn gái á. Thứ mày không biết cái hình nhân này nó cứ lơ lửng mà không có mắc cốt ở trong đây cả. Là sao? Ờ, không có mắc cốt nào. Ủa, thằng này nhìn thử coi. Có thể tao sẽ AWASD được hả? I'm not gonna do that shit. Tao bị quá bắt rồi. Nhìn vào cái lỗ đi, Duy, cứ nhìn vào cái lỗ đi. Mày cứ để lung một quên, một lúc là sẽ hiện ra cốt. Cốt gì đây? Cốt đây! Yes sir!